Quyến xin chào các bạn. À các bạn ơi, các bạn, chúng ta sắp đến Tết rồi đó. Vậy các bạn có biết Tết năm nay là Tết con gì không nè? À là Tết Nhâm Dần, hay còn gọi là Tết con cọp đó các bạn. Vì vậy hôm nay cô Yến sẽ hướng dẫn cho các bạn làm dây treo chú cọp thật là dễ thương nha các bạn. Để làm dây treo hình chú cọp dễ thương thì cô Yến có chuẩn bị một số đồ dùng nè. Đó là giấy màu vàng nè, và giấy màu trắng, giấy màu đỏ, một cuộn chỉ len màu đỏ nè, kéo, bút lông màu đen nha các bạn, và hồ dán nè, keo hai mặt mỏng. Và đặc biệt là cô Yến có sử dụng một cái thước kẻ, và trên cái thước kẻ của cô Yến có những hình tròn to và nhỏ. Ở nhà các con nếu mình không có cái thước kẻ như thế này thì các con có thể là nhờ ba mẹ hay anh chị lượm cho mình những cái nắp chai hay là những cái đồ chơi mà có dạng hình tròn như thế này để các con sử dụng nhé. Trước tiên cô Yến sẽ lấy một tờ giấy màu đỏ. Đây là chiều dài của tờ giấy và đây là chiều ngang của tờ giấy, và cô Yến sẽ gấp đôi tờ giấy này lại cho hai mép giấy phía trên bằng nhau nha các bạn. Và cô Yến sẽ miết giấy để cho cái nếp gấp của mình thật là thẳng nè. Sau đó cô Yến sẽ mở tờ giấy ra và cô Yến sẽ cắt theo cái đường mình vừa gấp. Các bạn nhớ là mình sử dụng kéo, các bạn cầm bên tay phải nha các bạn. Và mình cắt theo cái đường nếp gấp của mình. À, khi mình cầm kéo mình cắt á, các bạn di chuyển kéo cho thật là cẩn thận để không để cho kéo không cắt trúng vào tay của mình nha các bạn. Và cô Yến đã cắt ra được hai phần giấy như thế này. Cô Yến lấy một phần giấy đặt lên, cô dùng cây thước, cô kẻ theo cái hình tròn to của cây thước nè. Bây giờ cô Yến sẽ dùng cây viết bút lông để vẽ hình tròn. Cô vẽ được một hình tròn nè, và tiếp theo cô vẽ thêm một hình tròn nữa. Cô vẽ được hai hình tròn bằng nhau nè các bạn. Tiếp theo cô Yến lấy một tờ giấy màu vàng và cô Yến cũng sử dụng hình tròn trên thước để kẻ nè các bạn. Bây giờ cô Yến sẽ kẻ cái hình tròn màu vàng nhỏ hơn cái hình tròn màu đỏ nha các bạn. Một hình tròn nè, và hai hình tròn. Và hai hình tròn màu vàng này cũng bằng nhau nha các bạn. Và tiếp theo cô Yến lấy tờ giấy màu trắng, cũng kẻ hình tròn nữa nha các bạn. Và cô Yến kẻ hình tròn màu trắng này. Cô Yến kẻ hình tròn màu trắng nè các bạn. Và cô Yến cũng kẻ được hai hình tròn màu trắng này bằng nhau. À các bạn ơi, các bạn hãy quan sát cùng cô nè. Hình tròn màu đỏ thì to nhất nha các bạn. Rồi đến hình tròn màu vàng nhỏ hơn, và hình tròn màu trắng thì nhỏ nhất nè. Ở nhà các bạn, nếu các bạn không có cây thước có những cái hình tròn kích thước to nhỏ như thế này thì các bạn có thể lấy đồ chơi của mình như là nắp chai to nè, hay là những đồ chơi mà có kích thước hình tròn to nhỏ như thế này để các bạn kẻ làm hình tròn nha các bạn. Và tiếp theo cô Yến sẽ cắt những cái hình tròn này ra khỏi tờ giấy của mình nha các bạn. Trước tiên cô Yến sẽ cắt hình tròn màu trắng nè. Cô Yến cắt hai hình tròn ra trước nè. Sau đó cô Yến sẽ cắt theo cái đường của mình kẻ này nha các bạn. Các bạn nhớ là mình khi sử dụng kéo, các bạn di chuyển kéo làm sao cho nó theo cái đường vẽ của mình. Như thế thì hình tròn của mình nó mới tròn và đẹp nha các bạn. Và cô Yến cắt được hai hình tròn màu trắng. Sẽ cắt hình tròn màu vàng.
và quý đã cắt xong hai hình tròn màu đỏ. Bây giờ cô Yến sẽ lấy tờ giấy màu đỏ lúc nãy nè các bạn. Cô dùng keo hai mặt mỏng, cô dán lên phần mép trên của tờ giấy nha các bạn. Các bạn nhớ là mình dán keo vừa đủ tờ giấy thôi nha các bạn. Sau đó cô Yến sẽ mở phần màu trắng này ra. Và cô Yến sẽ lấy cái hình tròn màu đỏ dán vào trên nếp giấy. Tương tự hình tròn màu đỏ này cô cũng dán vào nếp giấy phía bên tay phải của cô. Và tiếp theo là cô sẽ lấy hình tròn màu vàng và cô lấy hồ khô nè các bạn, cô dán lên. Các bạn nhớ là khi mình dán hình tròn màu vàng thì các bạn dán chồng lên hình tròn màu đỏ, hai cái hình mép hình tròn này trùng khít với nhau nha các bạn, để cho mình có cái phần màu đỏ to lên ở phía trên nè, để làm cái lỗ tai cho chú cọp đó các bạn. Và tiếp theo cô Yến lấy một đoạn chỉ len màu đỏ nè. Cô Yến lấy một đoạn chỉ len màu đỏ dài như thế này. Nếu các bạn thích làm dây treo dài thì các bạn có thể lấy phần dây của mình dài hơn. Còn cô Yến lấy một đoạn ngắn như thế này. Sau đó cô Yến cắt ra và dán cái phần dây treo này vào ở vị trí giữa của tờ giấy nha các bạn, hai bên là lỗ tay của chú cọp đó các bạn. Sau đó cô Yến sẽ gấp tờ giấy lại. Các bạn nhớ là mình gấp cho nó bằng với cái mép giấy lúc nãy nha các bạn. Và cô Yến cũng miết phần giấy phía dưới cho nó bằng nè. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ vẽ thêm mắt, mũi, miệng cho chú cọp nha các bạn. Cô Yến sử dụng bút lông màu đen nè các bạn. Và cô Yến cũng dùng cây thước vẽ hình tròn để làm mắt cho chú cọp. Và kẻ bên đây một cái hình tròn nữa. Các bạn nhớ là khi mình kẻ hình tròn làm mắt cho chú cọp, các bạn cân đối vị trí mắt của chú cọp cho nó ngang nhau nha các bạn. Và bây giờ cô Yến sẽ tô phần tròng đen mắt của chú cọp nè. Và cô Yến đã tô xong hai tròng đen lên mắt của chú cọp bên này nha các bạn. Và tiếp theo cô Yến sẽ dùng tờ giấy màu trắng để cắt cái phần tròng trắng phía trong mắt của chú cọp. Hình màu trắng này chúng ta chỉ cần sử dụng một miếng nhỏ, cái hình tròn nhỏ thôi nha các bạn. Cô Yến đã cắt được 4 cái hình dạng hình tròn màu trắng như thế này nè các bạn. Bây giờ cô Yến sẽ dán những cái hình tròn màu trắng nhỏ này lên trên hình tròn màu đen để làm mắt cho chú cọp nha các bạn. Cô Yến sử dụng hồ nè các bạn. Và các bạn nhớ là mình dán cái hình tròn màu trắng lên phía trên, màu trắng to hơn lên phía trên, và các hình tròn màu trắng nhỏ ở phía dưới. Cô Yến sẽ dán hai hình tròn màu trắng này lên để làm những cái ria mép cho chú cọp nha các bạn. Và khi dán hai hình tròn này, hai mép giấy này, các bạn nhớ là dán chồng lên như thế này.
Và tiếp theo, cô Yến cũng kẻ một cái hình tròn màu đen ở phía trên để làm mũi cho chú cọp đó các bạn. Cô cũng tô phần hình tròn vừa vẽ này màu đen. Tiếp theo, cô sẽ trang trí những cái hình vẽ lên trên mặt của chú cọp nha các bạn. Cô vẽ một nét ngang và nét ngang thứ hai dài hơn nét ngang phía trên, và một nét ngang sau cùng dài hơn. Sau đó chúng ta vẽ một nét thẳng xuống. Tiếp theo, cô vẽ những nét cong hai bên. 1, 2 nét, 3. Sau đó cô cũng tô màu đen những cái nét cong cô vừa vẽ. Tương tự, cô cũng vẽ thêm những nét cong. 1 nét, 2 nét, 3 nét. Và cô cũng tô màu đen. Và tiếp theo, cô sẽ chấm xung quanh cái hình tròn màu trắng lúc nãy nè các bạn, để làm ria mép cho chú cọp đó. À các bạn ơi, chú cọp của cô còn thiếu cái đuôi nữa nè các bạn. Bây giờ cô Yến sẽ cắt cái đuôi nha các bạn. Cô Yến sử dụng tờ giấy màu đỏ và dùng viết bút lông màu đen. Cô Yến sẽ vẽ tạo thành hình cái đuôi cho chú cọp nè. Từ đây các bạn cong ra. Sau đó cô Yến sẽ dùng kéo để cắt theo cái đường vẽ của mình để được chiếc đuôi cho chú cọp nha các bạn. Và cô Yến cũng sẽ trang trí chiếc đuôi cho chú cọp. Cô vẽ những nét cong nè. Và cô cũng tô màu. Cô đã tô màu xong chiếc đuôi của chú cọp rồi nè các bạn. Tiếp theo, cô Yến dùng một miếng keo hai mặt mỏng dán vào chiếc đuôi chú cọp. Và cô Yến sẽ gỡ cái phần màu trắng của keo ra. Cô Yến sẽ dán lên trên hình chú cọp nè các bạn. Các bạn nhớ là mình dán sát vào mép giấy nha các bạn. Và để cho chiếc đuôi nó cong lên trên một chút nè. Và thế là cô Yến đã hoàn thành xong sản phẩm của mình rồi nè các bạn. Bây giờ cô Yến sẽ treo hình chú cọp của mình lên trên nhìn mai của mình nha các bạn. À các bạn ơi, thông qua hoạt động này sẽ giúp cho các bạn rèn luyện sự khéo léo của đôi tay khi mà mình cắt những cái hình tròn này các bạn, và kỹ năng và xác định vị trí để mình vẽ những hình tròn làm mắt và cắt nhật dán những cái hình tròn màu trắng làm ria cho chú cọp á, cân đối vị trí với nhau nha các bạn. Và cô mong rằng qua hoạt động này các bạn sẽ làm được nhiều chú cọp thật là dễ thương để trang trí cho ngôi nhà của mình, chuẩn bị đón Tết nha các bạn. Nhân dịp năm mới, cô xin gửi lời chúc đến gia đình và các bạn vui hưởng một năm mới thật là hạnh phúc, vui vẻ và an khang thịnh vượng nha các bạn. Chào tạm biệt.